Đây là một cái thiết kế tiểu cảnh cũng khá là dễ thương, là những chiếc thuyền, rồi trên đó là hoa lan, rất là dân dã. Còn đây là những chậu mini Zaza và mini Miss Color, mini đủ màu, đã được ướp vô cái khúc gỗ này, rồi ướp vô khúc vút sữa. Đây là sảnh trung tâm, các chậu Mogra được kế khá đẹp. Lớp rất là rực rỡ. Đây là dòng thông chai gôn vàng lưỡi đỏ. Rồi được rồi đó. Sao hai chị đứng như thế giống nhau vậy ta? Hay á. Rồi chơi nha chị nha. Mogra. Cái này là cây Dendro Cesa lai với xà nẵng binh. Một cái miếng giống cũng rất là đáng để trồng. Còn đây là Udon Red, một trong những loại bông rất là hay được dùng trong những cái tiệc đám tang, và rất là thuận lợi cho việc cắm chậu. Đây là cây trắng bà liễu. Trắng bà liễu. Cesarep. Ở đây có khá nhiều loại dendrobium đa dạng cũng như là Mogra. Đây được bố trí rất là nhiều cây hồ điệp. Cứ một luống như vậy là tầm khoảng chừng 200 cây trở lên các bạn. Một luống như vậy là 200 cây trở lên. Điều màu trắng này nguyên một lít này thì sẽ 200 cây trở lên. Này cũng vậy. Hồ điệp mini. Và ở giữa là có một hồng nữa. Thì cứ
này dễ nhất luôn.